Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 19 tháng 4 có những nội dung đáng chú ý. Chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên trong các ngân hàng thương mại. Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ tư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4. Coi trọng an toàn lao động trong doanh nghiệp. Xây dựng thương hiệu quất cảnh xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang. Chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy tổ chức lễ chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên trong các ngân hàng thương mại từ tỉnh ủy Hưng Yên về Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Thực hiện quyết định số 60 năm 2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước và công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc triển khai các mô hình đảng bộ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thống nhất chuyển giao 16 tổ chức đảng với hơn 600 đảng viên trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố của Đảng bộ các ngân hàng chi nhánh tại Hưng Yên, gồm các ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đầu tư và Phát triển, Ngoại thương, Công thương về Đảng bộ các hội sở ngân hàng thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương. Việc chuyển giao đảm bảo theo quy định, phù hợp nhằm thống nhất trong lãnh đạo, quản lý tổ chức đảng theo mô hình tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Toản đề nghị các tổ chức đảng được bàn giao, tiếp nhận, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển giao đảm bảo quy định của Đảng, nhanh chóng rà soát, củng cố tổ chức theo đúng đề án và quy định đề ra, sắp xếp hợp lý, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Quốc Toản nhấn mạnh, Tỉnh ủy Hưng Yên tin rằng các tổ chức đảng, đảng viên sau khi chuyển giao tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, làm tốt công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các chi nhánh. Tiếp tục đồng hành cùng các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, nhất là an ninh tiền tệ, làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững. Kịp thời tham mưu với các cấp ủy, ban giám đốc sắp xếp các tổ chức đoàn thể theo đúng quy định và nguyên tắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỉnh Hưng Yên mong muốn và tin rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy, lãnh đạo các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đặc biệt là giúp các doanh nghiệp có môi trường thuận lợi nhất để đầu tư phát triển nhanh và hiệu quả. Sáng nay, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ tư theo hình thức trực tuyến với chủ đề cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên. Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã cắt giảm và đơn giản hóa gần 2,2 nghìn quy định kinh doanh tại 175 văn bản quản lý pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa gần 1,1 nghìn quy định của 10 bộ, cơ quan, cung cấp hơn 4,4 nghìn dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, cấp hơn 79,5 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, kích hoạt trên 6 triệu tài khoản VNEID, hoàn thành tích hợp 21 trên 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ, làm sạch dữ liệu với 13 bộ, ngành, 63 địa phương, 3 doanh nghiệp viễn thông và EVN, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, xử lý quyết liệt tình trạng sim giác. Năm 2022, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAS và chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, PA Index đạt trên 80%. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cá nhân, tập thể cần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số theo phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Yêu cầu ban chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp và đề ra giải pháp khắc phục, khơi thông những điểm nghẽn, ách tắc trong tổ chức triển khai thực hiện. Phát biểu tại điểm cầu tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng khẳng định các chỉ số PCI, PAPI, CPAS và PA Index được công bố đã phản ánh khá trung thực kết quả phấn đấu, nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đứng trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mục tiêu nhiệm vụ
đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương của tỉnh cần cụ thể hóa nhiệm vụ, xem xét diễn biến của từng chỉ số xếp hạng liên quan đến cải cách hành chính về thứ bậc, điểm số. Qua đó tiếp tục phát huy những chỉ số được cải thiện và chỉ số còn hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân để có giải pháp khắc phục hiệu quả. Các sở, ngành, địa phương có thứ bậc, điểm số thấp cần chú ý nỗ lực cải thiện để đóng góp vào thành tích chung của cả tỉnh. Thực hiện nghiêm túc quy định về chữ ký số, chuẩn bị đầy đủ các dữ liệu chuyên dùng để đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời khai thác có hiệu quả kho dữ liệu dùng chung. Có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng. Các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Sau kết luận của Chính phủ, cơ quan thường trực là Sở Nội vụ thì sẽ phải hệ thống lại trên cơ sở cái kết quả thực hiện của địa phương. Với 6 cái nội dung cơ bản của cải cách hành chính ấy, liên quan đến cái nhân lực mà làm cái cải cách hành chính ấy, thì cũng đã thống kê, rà soát thế và đã có cái phương án để mà đào tạo bồi dưỡng. Thế nhưng mà riêng chuyển đổi số thì em đề nghị là Sở Nội vụ cũng chủ trì phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các địa phương, các sở ngành địa phương thì cũng sẽ phải khẩn trương thống kê rà soát, lựa chọn và thực hiện cái việc là cái tập huấn, cái đào tạo, cái bồi dưỡng để mà thực hiện được cái nhiệm vụ để tham mưu về chuyển đổi số trên cái nguyên tắc có trọng tâm, có trọng điểm này, thế rồi dễ làm trước này, khó làm sau này, thế rồi bé làm trước này, lớn làm sau này, đấy, đơn giản làm trước này, phức tạp làm sau, thì sau đó ta nhân rộng. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đã đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa đoạn tuyến qua xã Mễ Sở, huyện Văn Giang và các xã Trưng Trắc, Lạc Hồng, huyện Văn Lâm. Dự án đường vành đai 4 đoạn qua địa phận tỉnh có chiều dài hơn 19 km, đi qua địa bàn 4 huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm. Đến nay, dự án thành phần 1.2 thuộc dự án đã hoàn thiện hồ sơ và đủ điều kiện để phê duyệt. Tổng kinh phí thực hiện dự án thành phần 1.2 sau rà soát là hơn 5,8 nghìn tỷ đồng, vượt so với chủ trương đầu tư hơn 2 nghìn tỷ đồng. Đối với dự án thành phần 2.2 đã hoàn thành hồ sơ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đăng trình các ngành chức năng thẩm định. Các địa phương có dự án đi qua đã hoàn thành trích lục bản đồ địa chính, hoàn thành công tác rà soát, quy chủ đất, đồng thời đang dự thảo thông báo thu hồi đất và tổ chức kiểm đếm. Ủy ban Nhân dân các huyện đã thực hiện việc xác định vị trí tái định cư nhà ở, khu quy hoạch nghĩa trang, trình Sở Xây dựng để thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận vị trí, ranh giới lập quy hoạch khu tái định cư. Đến nay, tổng diện tích thu hồi đạt trên 317 ha. Quỹ phát triển đất tỉnh đã tạm ứng 42 tỷ đồng để các địa phương tổ chức chi trả cho nhân dân di chuyển mồ mả và thực hiện đồng thời công tác xây dựng nghĩa trang mới hoặc mở rộng các công việc khác có liên quan. Kiểm đếm, đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án, các đại biểu cũng tập trung phân tích, bàn các giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tập trung vào các vấn đề hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bố trí nguồn kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh, dự án đường vành đai 4 phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp trước để phục vụ khởi công ngày 30 tháng 6 năm 2023. Đến nay, khối lượng công việc phải thực hiện của tỉnh còn rất lớn, do đó các ngành, địa phương cần khẩn trương tập trung cao độ cho việc triển khai thực hiện dự án. Cần bàn giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất phục vụ tái định cư. Thế bây giờ để đáp ứng đến 30 tháng 6, cứ tập trung vào cái đất nông nghiệp trước cái đã. Còn các sở ngành ở đây như Tài nguyên, cái trình cái kế hoạch sử dụng đất của Văn Lâm sớm, thì tôi cũng đề nghị là Văn Lâm, Văn Giang là phải thống kê chi tiết trong 13 doanh nghiệp này thì doanh nghiệp nào di chuyển toàn bộ, diện tích bao nhiêu, doanh nghiệp nào mà di chuyển một phần, diện tích bao nhiêu, và hiện trạng là của các doanh nghiệp đang là đất lúa hay là đã san lấp rồi. Cái thứ ba nữa là đề nghị giao thông là các anh cân đối, như sáng nay chúng ta đi kiểm tra ở Văn Giang ấy, là bớt đi được 2 km đường song hành ấy, thì cái tổng kinh phí giải phóng mặt bằng là bao nhiêu đấy, thì là cũng phải bớt được cái phần đó đi. Trong thời gian tới thì đồng chí cố gắng ra được hết tất cả các thông báo và lập được hết tất cả các cái phương án bồi thường sử dụng đất trong vòng 2 tuần. Cũng trong vòng 2 tuần đấy thì tôi cùng các đồng chí lãnh đạo các sở ngành ở đây thì cố gắng làm sao mà bảo vệ quan điểm rồi là phê duyệt được dự án thành phần,
thì có tiền để chi trả. Hiện nay, thời gian thực hiện dự án theo kế hoạch không còn nhiều. Do đó, các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ và Khói Châu cần khẩn trương phối hợp với các sở, ngành thực hiện các bước trong công tác giải phóng mặt bằng, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, bố trí tái định cư, di chuyển mồ mả cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, rà soát cụ thể diện tích đất thu hồi, tránh sai sót trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng. Việc triển khai các bước giải phóng mặt bằng cần thực hiện một cách quyết liệt, linh hoạt và đúng quy định. Huyện Kim Động là địa phương có tài nguyên khoáng sản đất sét và tiềm năng trữ lượng cát khá lớn. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện với 11 mỏ khai thác mới. Theo đó, huyện quy hoạch mới 8 mỏ đất sét tại các xã Đức Hợp, Ngọc Thanh, Hùng An và Mai Động, một mỏ cát bãi bồi là bãi Vân Nghệ với diện tích khoảng 160 ha, trữ lượng trên 9,7 triệu mét khối và hai mỏ cát lòng sông là mỏ Vân Nghệ và mỏ bãi chim thuộc xã Mai Động và xã Đức Hợp. Hiện tất cả các mỏ được quy hoạch mới vẫn giữ nguyên hiện trạng, không có hoạt động khai thác khoáng sản do chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản. Đối với các mỏ khai thác khoáng sản đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép trên địa bàn huyện Kim Động, có 5 tổ chức được phép khai thác tại 5 mỏ cát lòng sông nằm trên địa bàn hai xã Đức Hợp và Mai Động. Tuy nhiên đến nay chỉ còn doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường có giấy phép khai thác khoáng sản vẫn còn hoạt động và khai thác nhằm phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh. Còn tại các mỏ đều đã hết hạn khai thác và không được Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn để thực hiện tổ chức đấu giá và đánh giá trữ lượng cát lòng sông cũng như cát trên bãi bồi của các mỏ. Thực hiện nghị quyết số 15 ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025. Đến thời điểm này, Thành ủy Hưng Yên đã thành lập được 5 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã với 46 đảng viên. Đó là chi bộ Công ty Cổ phần May Hưng Long 2, chi bộ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Quốc tế Mega, chi bộ Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Bảo Khê, xã Trung Nghĩa và chi bộ Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Phú Hiến. Phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng và vị trí quan trọng của tổ chức đảng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên yêu cầu các chi bộ chủ động phối hợp với lãnh đạo, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho người lao động, nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm trên thị trường, xây dựng quy chế làm việc, tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng quy định, quan tâm phát triển đảng viên trong chi bộ. Cùng với phục hồi sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động, thời gian qua, các doanh nghiệp tại Hưng Yên rất quan tâm đến đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong doanh nghiệp. Đối với các công ty sản xuất thép thì việc trang bị bảo hộ lao động là yêu cầu bắt buộc, nhưng ý thức trong quá trình tham gia vào dây chuyền sản xuất mới là quan trọng. Bởi nếu không thực hiện nghiêm các nội quy lao động thì rất dễ xảy ra tai nạn lao động hoặc dẫn đến các bệnh nghề nghiệp. Những cái yếu tố mà gây ra mất an toàn khi phát hiện ra, chúng tôi sẽ lập biên bản, không đội mũ này, rồi không sử dụng các công cụ bảo hộ này, hoặc là thực hiện các cái công việc gây mất an toàn thì cho dừng những cái hoạt động ấy lại. Để bảo đảm an toàn trong quá trình lao động, các doanh nghiệp đều đề ra những quy định và giám sát quá trình làm việc để công nhân được tuân thủ kỷ luật lao động, đặc biệt là quy trình nghiêm ngặt trong các thao tác vận hành máy móc hoặc các công đoạn để làm ra sản phẩm. Mỗi người đều phải có trách nhiệm và ý thức được rằng nếu có sơ sẩy nào xảy ra thì không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình mà còn liên quan đến cả dây chuyền sản xuất, tiến độ giao hàng của công ty và sức khỏe của đồng nghiệp. Mới đầu thì chúng em làm ở đây thì nó độc hại, công ty cũng trang bị cho bảo hộ đầy đủ, được tập huấn thường xuyên, công ty cho khám sức khỏe định kỳ. Các doanh nghiệp đều nhận thức rõ tầm quan trọng trong việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, từ việc trang bị bảo hộ, kiến thức về an toàn vệ sinh lao động. Do vậy đã có nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh tổ chức huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Trước khi vào lao động là chúng tôi phải thực hiện đầy đủ trang phục bảo hộ lao động, từ giày có mũi sắt để đảm bảo không bị tổn thương trong quá trình lao động. Còn một số doanh nghiệp nhỏ vẫn chưa đặc biệt quan tâm đến việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Năm 2022, qua báo cáo của 235 doanh nghiệp tại Hưng Yên, đã xảy ra 75 vụ tai nạn lao động, làm 75 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động chủ yếu là do người lao động vi phạm biện pháp an toàn, quy trình vận hành các thiết bị máy móc. Nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn biến phức tạp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên đã và đang thực hiện các biện pháp. Từ năm 2009, Sở tham mưu cho tỉnh từ chối tiếp nhận 92 dự án
có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nằm ngoài khu cụm công nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xử lý nước thải đạt quy chuẩn địa phương về nước thải, lắp đặt 34 trạm quan trắc nước thải, nước mặt, không khí xung quanh tự động truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, việc định kỳ lấy mẫu giám sát môi trường các cơ sở có lưu lượng xả thải lớn cũng được thực hiện từ năm 2017 đến nay. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, thiết lập đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ động nắm bắt, tiếp nhận, nhanh chóng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Hội chữ thập đỏ huyện Ân Thi vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Cresia tuyên truyền về phân loại rác bảo vệ trái đất cho hơn 2.000 học sinh của 3 trường tiểu học trên địa bàn là Bãi Sậy, Đặng Lễ và Vân Du. Với thông điệp cùng phân loại rác để bảo vệ môi trường, các em học sinh được tham gia các nội dung như xem các tiểu phẩm về bảo vệ trái đất, hiện trạng ô nhiễm môi trường hiện nay và hậu quả của nó trong tương lai, cách phân loại rác thông qua các trò chơi, một số hướng dẫn về cách phân loại rác tại gia đình, trường học và nơi công cộng. Qua đó, các em có thể phân loại rác tại nhà, nơi công cộng và giúp cho các em vừa học vừa chơi, giúp các bé nâng cao nhận thức và hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Nhân dịp này, mỗi trường được tặng 15 thùng đựng rác thải, 3 triệu đồng vào quỹ khuyến học và gần 2.000 hộp sữa cho các em học sinh. Xã Thắng Lợi được coi là thủ phủ của cây quất cảnh huyện Văn Giang. Nhiều nghệ nhân với tay nghề giỏi cùng kinh nghiệm lâu năm là yếu tố quan trọng để làm nên chất lượng cũng như thương hiệu làng nghề quất cảnh nơi đây. Tuyển chọn cây giống to khỏe, sau đó tỉ mỉ cắt tỉa. Khi cây vào chum, chậu phải tạo dáng để cây có thể ôm vào chum sao cho vừa tầm mắt. Hơn 15 năm kinh nghiệm về làm quất cảnh, ông Công ở thôn Tầm Tang là một trong nhiều hộ dân làm nghề có thu nhập cao từ việc bán quất cảnh dịp Tết. Mặc dù chỉ có 3 sào vườn, nhưng năm nào ông cũng thu lãi 600 triệu đồng từ việc tiêu thụ quất nhờ vào kinh nghiệm chăm sóc cũng như tạo dáng thế cho cây. Tết mà để cho ra thị trường một cây đẹp phải yêu cầu một cái khâu kỹ thuật. Cuối cùng cây xanh, quả to, mã đẹp, bắt mắt. Ở đây chúng tôi làm thì thường thường là đều đạt cái tiêu chuẩn rất là cao. Với những người thương lái gọi là kém, đấy, cũng đã phải chấp nhận là mua được những cây quất của chúng tôi làm ra. Để cây có lộc bật đều, dàn quả đẹp thì mắt phải có tầm nhìn một thân hoặc nhiều thân để tạo thế theo dáng cây. Bên cạnh đó, cây phải được chăm sóc bằng nguồn dinh dưỡng sạch. Hàng tháng phải được bón phân từ 3 đến 4 lần với đỗ tương, phân lần các loại. Nước tưới phải là nước sạch và đủ. Đến tháng 5 và tháng 6 âm lịch phải lấy được hoa và cho ra quả. Chơi cái quất thì nó phải là quả nó đã giảm quả này, to này, lá xanh này, lộc vượt này, nên được thì nó mới là cây đẹp. Nhiều loại quất được người dân xã Thắng Lợi sáng tạo đa dạng về mẫu mã và hình thức. Chỉ tính riêng quất trên chậu đã có 4 loại là chậu đúc, chậu lục giác, chậu đổ theo hình thuyền, hình trứng. Ngoài ra còn có quất trong chum, trong lọ. Giá bán tại vườn các loại quất tùy vào kiểu dáng và mẫu mã như quất chậu đúc khuôn, thế tháp có giá từ 2 triệu đến 3 triệu đồng một chậu. Quất dáng thuyền có giá từ 1 đến 8 triệu đồng. Quất trong chum, lu có giá từ 800 đến 5 triệu đồng. Các nghệ nhân ở đây họ chăm sóc rất tốt, mà đến ngày Tết cái yếu tố để tạo nên cho ngày Tết ý, chơi thì nó đủ tứ quý. Đấy, cái tứ quý ở đây là gồm có hoa, có lộc, có quả xanh và quả chín. Đấy là những cái yếu tố mà tôi rất thích, tôi rất là tâm đắc. Được công nhận là nghề quất cảnh từ năm 2019, toàn xã có hơn 2.000 hộ, trong đó có hơn 1.000 hộ làm nghề với diện tích khoảng 100 hectare. Thu nhập bình quân năm 2022 là 580 triệu đồng một hectare. Tiếp tục quan tâm đến cái việc mở các lớp tập huấn, áp dụng khoa học kỹ thuật, tổ chức các buổi giao lưu, học hỏi để người làm nghề quất cảnh tạo ra những sản phẩm độc lạ, có tính thương hiệu và quảng bá đến các địa phương. Nhờ vào kinh nghiệm cũng như quy trình chăm sóc nghiêm ngặt của những người thợ nơi đây, quất cảnh xã Thắng Lợi đang ngày càng khẳng định thương hiệu, được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến.